Tôi có một suy nghĩ chỉ đạo cụ thể thế này. Một là xây dựng, tiếp tục xây dựng thành phố Vinh là một thành phố hiện đại có tầm cỡ trong nước như thành phố Đà Nẵng, phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững, để tạo ra việc làm, nâng cao đời sống người dân. Chính vì vậy mà các đồng chí cải thiện mạnh mẽ được đầu tư năng lực cạnh tranh của Nghệ An của chúng ta. Chính vì vậy mà một tập trung một số cái việc mà chỉ đạo là tấm ra mới một số lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế, như là hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, rồi công nghiệp phụ trợ nông nghiệp, và tiếp tục đầu tư nghiên cứu để phát triển tỉnh trong vai quốc tế, cả việc quốc tế và đường quốc tế. Bây giờ hình hài là có, định hướng là có, nhưng mà tập trung phát triển nó rất quan trọng, tôi sẽ nói về phát triển. Cũng như vậy, các đối tượng đã nói, các ông chỉ phải chú ý các quy hoạch, kéo vào phát triển xã hội, đô thị hóa, đặc biệt là lưu ý quy hoạch phát triển hệ thống di tích lịch sử văn hóa với kinh tế. Chính vì vậy tôi có đề nghị các ông chỉ ý để nghiên cứu những vấn đề lớn trong quốc tế lớn như Nghệ An, có đa dạng, phát triển mọi mục tiêu như thế.